Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vấn Thiên Bí Cảnh. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 1031, Hái Hổ Lô. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Viên Minh bất động thanh sắc vận chuyển thần thức, thăm dò sâu vào bên trong sơn phong, trên mặt vui mừng càng thêm đồng đậm. Thì ra trong sơn phong màu đỏ này ẩn chứa rất nhiều hỏa tinh nham, ở giữa còn có các loại khoáng thạch chân quý như nhật diệu thạch, địa hỏa tinh kim, khiến cho ngọn núi này trở thành một tòa bảo sơn chứa đầy tài nguyên khoáng thạch. Nhưng lúc này Viên Minh lại không dành đi thu thập những côi bảo này. Hắn đè nén kinh hỉ trong lòng, vội vàng đi thẳng đến đỉnh sơn phong. Hắn cảm thấy lực hấp dẫn vô hình kia khiến hắn tin linh vật hòa bản nguyên giấu ở trong đỉnh núi này. Mặc dù hiện tại hắn đang ẩn mình, nhưng lại không dám khinh suất phóng tới đỉnh núi, mà lựa chọn một chỗ an toàn ở trên đỉnh núi. Chỉ thấy ở đỉnh núi màu đỏ có một khe núi rộng 3 thước vuông, trong đó chứa đầy nham tương nóng bỏng. Một gốc trường đằng màu đỏ từ trong linh tuyền mọc lên, theo vạch núi leo lên, cành lá rậm rạp cao đến 2-3 trượng, mà trên trường đằng treo các loại hồ lô màu đỏ lớn nhỏ không đều, mỗi một quả đều tản mát ra dao động đại đạo lực kinh người. Huyền hỏa hồ lô, Viên Minh nhẹ giọng kinh hô, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Người quả nhiên biết hàng, đây chính là huyền hỏa hồ lô, trong đó ẩn chứa hỏa bản nguyên, nhưng muốn lấy được nó cũng không dễ. Âm thanh của không quanh quẩn trong thức hải Viên Minh. Ánh mắt Viên Minh dọc theo trường đằng lên trên, đột nhiên con người co rút lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi phía trên trường đằng bất ngờ chiếm cứ một đầu hỏa dao vảy đỏ. Hỏa dao dài đến mấy trăm trượng, lên phím lóe quang thạch đỏ thắm. Tuy chỉ có một chiếc sừng, nhưng trên thân phát tán ra khí thế hùng hồn, làm cho người ta không dám khinh thường. Nó sinh ra 8 hỏa dực to lớn, hiển nhiên không phải dao long bình thường. Viên Minh chỉ quan sát từ đằng xa, có thể cảm nhận được trên thân hỏa dao truyền đến khí tức sinh mệnh khổng lồ và dao động yêu lực khủng bố. Đây không thể nghi ngờ là một đầu yêu thú cấp 7, nhục thân cường đại, yêu lực ngập trời. Mà hỏa dao đang há to miệng, tham lam hút lấy linh quang từ trên trường đằng tản ra. Ngoài ra Viên Minh còn phát hiện trong hư không ngoài vách núi còn lơ lửng 2 con hỏa linh to lớn. Một là cự hán khôi ngô, tay chống hỏa diễm cự kiếm. Một tên khác là lão đạo gầy gò, tay cầm phất trần màu đỏ. Hỏa linh này cao lớn mấy trượng, khí tức khổng lồ dị thường, mặc dù kém hỏa dao một chút, nhưng cũng là cấp 6 đỉnh phong. Bọn chúng đang hấp thu linh quang từ trên trường đằng. Bọn này quả thật hơi khó giải quyết. Viên Minh nhíu mày, sơ vào trầm tư. Đối mặt với một đầu hỏa dao cấp 7, cùng với 2 con hỏa linh cấp 6 đỉnh phong, hắn biết rõ một mình bản thân khó mà ứng đối. Sau một lát trầm ngâm, hắn lựa chọn tạm thời rút lui. Thôi lùi khoảng cách an toàn, Viên Minh tiến vào Tu La Cung, tìm kiếm Tịch Ảnh trợ giúp. Nghe Viên Minh kể xong, Tịch Ảnh trầm tư một lát mới nói. Muốn lấy những hỏa hồ lô kia, chỉ có thể dùng kế điệu hồ ly sơn, dẫn hỏa dao 8 cánh và con hỏa linh kia đi. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Người nghĩ giống ta, cảnh giới hồn tu của ngươi trên ta, năng lực ẩn nấp cường đại hơn, bởi vậy ta muốn mời ngươi xuất thủ trộm lấy đồ. Viên Minh gật đầu đồng ý. Không vấn đề, nhưng người tính dẫn hỏa dao và hỏa linh đi thế nào? Tề Cảnh gật đầu đáp ứng. Viên Minh hiện ra một tia trầm ngâm. Hắn biết một mình hắn khó mà đồng thời dẫn đi đầu hỏa dao cùng với 2 con hỏa linh kia, bởi vậy hắn cần tìm kiếm một trợ thủ đắc lực. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định để Vương Phục Long liên thủ với Đại Nhật Lưu Ly Viêm xuất kích. Thực lực của cả hai đủ để kiềm chế 2 đầu hỏa linh, mà Vương Phục Long là tín đồ của hắn, có thể thông qua nguyện lực neo điểm tùy thời cung cấp trợ giúp. Nghĩ tới đây, Viên Minh nhanh chóng truyền âm liên hệ với Vương Phục Long, cấp bách triệu gã đến đây tụ hợp. Không lâu sau, Vương Phục Long nhanh chóng chạy tới dưới thế giới thụ. Viên Minh thỉnh cầu, gã không do dự đáp ứng, trong mắt lóe ra quang mang kiên định. Lúc này không đột nhiên hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn đám người. Nhìn 2 con hỏa long kia, bọn chúng thôn vệ tàn hồn tu sĩ pháp tướng kỳ chết ở đây, dần dần tu luyện tiến hóa, mặc dù linh trí không cao, nhưng có thể thi triển một phần thần thông tu sĩ vốn có,
không được khinh địch. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Viên Minh cung kính cảm ơn, không khoát tay áo, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Một khi người hái hổ lô, hỏa dao và hai con hỏa linh kia tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi giết. Tù La Cung và Hy Hòa Bia để lại cho người phòng thân. Viên Minh nói xong, trịnh trọng giao Hy Hòa Bia cho Tịch Ảnh. Tịch Ảnh gật đầu, đưa tay nhận lấy Hy Hòa Bia. Sau đó Viên Minh dẫn mọi người đi ra ngoài Tù La Cung. Dựa theo kế hoạch, hắn dẫn đầu hành động, thân hình như đạn pháo, bay thẳng tới hỏa dao trên ngọn núi. Hỏa dao phát hiện được uy hiếp, thân thể cao lớn như mũi tên nhọn, đột nhiên dựng thẳng, phát ra gầm nhẹ uy hiếp. Viên Minh vung tay lên, trong hư không lập tức mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù. Một đạo thủ ấn màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống, hùng hằng chộp tới đầu của hỏa dao. Hỏa dao nổi giận gầm lên một tiếng, độc giác sáng lên phù văn màu vàng, một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm phá toái hư không. Trong nháy mắt, bắn trúng Đại Hắc Thiên Thần Trường, khí tức hủy diệt trong khoảnh khắc lan tràn. Đại Hắc Thiên Thần Trường bị xé rách đơn giản như giấy. Đạo ánh sáng màu đỏ tiếp tục chén về Viên Minh, những nơi đi qua hư không bị xé rách ra một khe hở thâm thúy. Nhưng Viên Minh đã sớm có chuẩn bị, hắn nâng lên một quyền, một nắm đấm to lớn màu đỏ bắn ra, chính là Hỏa Đạo Quả ẩn chứa Hỏa Đế Chân Ý. Trong Hỏa Đạo Quả ẩn chứa Hỏa Đế Chân Ý cường đại, có thể xưng là khắc tinh thần thông hỏa diễm. Ánh sáng màu đỏ va chạm với Hỏa Đạo Quả, nhanh chóng bị hút vào trong, biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù như thế, thực lực của Hỏa Dao vẫn vượt xa Viên Minh, lực trùng kích cường đại vẫn chấn bay hắn ra sau. Nhưng Viên Minh trên không trung sau khi ổn định lại thân hình, lập tức đánh về phía Hỏa Dao, một đạo quy thủy thần lôi ẩn chứa thủy đế chân ý, sau đó nhanh chóng rút lui. Một đạo lôi điện màu lam thô to bổ trên lưng Hỏa Dao, mặc dù không thể tạo thành trọng thương, nhưng cũng lưu lại trên thân nó một đạo bạch ngấn bắt mắt. Hỏa Dao bị triệt để chọc giận, vỗ cánh rời sơn phong, đuổi theo Viên Minh không bỏ. Đến hay lắm, Viên Minh quát khẽ một tiếng, nhanh chóng thi triển thần thông tung địa kim quang, dẫn Hỏa Dao đi xa. Cùng lúc đó, trong hư không gần sơn phong, thì cảnh che giấu Vương Phục Long và Đại Nhật Lưu Ly Viêm cũng bắt đầu hành động. Vương Phục Long hiện ra thân hình, phi thân xông lên sơn phong. Gã vùng tay, hai tấm kim sắc phù lục bay ra, chia ra đánh tới hai con hỏa linh. Kim sắc phù lục trên không trung bốc cháy, hóa thành hai kim giáp thần nhân cao mấy trượng. Trong tay chúng cầm khai sơn phủ to lớn, đột nhiên nện xuống hai con hỏa linh. Hỏa linh khôi ngô mở ra hai con người, trong mắt tràn đầy hỏa diễm, nó nhấc cự kiếm lên, nghênh đón kim giáp thần nhân. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, khai sơn phủ và kim giáp thần nhân bị một kiếm chặt đứt, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Một kim giáp thần nhân khác vẫn chưa tới gần hỏa linh lão đại gầy gò kia, đã bị phất trần hóa thành hai đầu hỏa long đan sen quấn quanh, trong nháy mắt bị rào sát tại chỗ. Hai con hỏa linh tiêu diệt địch nhân xong, tức giận nhìn về phía Vương Phục Long muốn truy sát tới, nhưng tựa như nhớ tới chuyện gì quan trọng, bọn chúng ngạnh sinh dừng lại thân hình. Vào thời khắc này, hai đầu kim sắc hỏa mãng trắng kiện vô cùng lăng không xuất hiện, giống như hai đầu kim long gầm thét hùng hằng đánh tới hỏa linh. Ầm ầm hai tiếng vang vọng chân trời, hỏa mãng chạm tới thân thể hỏa linh, trong nháy mắt giống như bọt biển vỡ vụn, hóa thành hai cỗ kim sắc sóng lửa cuồn cuộn, ầm ầm che mất hai hỏa linh, giống như biển gầm thôn vệ tất cả. Liệt diễm ở trên người hỏa linh bị kim sắc sóng lửa cọ rửa dập tắt hơn phân nửa, thân thể như diều đứt dây bị đánh bay ra sau. Một bóng người màu vàng óng tựa như tia chớp xoẹt qua chân trời, lướt qua cạnh hai hỏa linh, chính là Đại Nhật Lưu Ly Viêm. Ngực hỏa linh xuất hiện hai động lớn, khí tức đột nhiên giảm xuống, giống như bị trọng thương. Bị triệt để chọc giận, hỏa linh phát ra trận trận gầm thét, điên cuồng đuổi theo Đại Nhật Lưu Ly Viêm. Đợi tới khi thân ảnh của chúng biến mất ở phương xa, đỉnh núi lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc gió nhẹ lướt qua lá cây. Đúng lúc này, thân ảnh của Tịch Ảnh lăng không xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh dòng suối. Nàng đưa tay hái xích hồng hổ lô, ngón tay vừa chạm đến đáy hổ lô, bỗng cảm thấy có một cỗ nóng rực. Tịch Ảnh không lùi bước, lòng bàn tay toát ra một cỗ xích quang, chống lại nóng rực của huyền hỏa hổ lô. Sau đó rụng rực kéo một cái. Ngoài dự đoán là, linh đằng kia vậy mà cứng cỏi dị thường, không bị kéo đứt. Huyền hỏa hồ lô này ẩn chứa hỏa bản nguyên, linh đằng cứng cỏi có thể so với linh bào đẳng cấp. Người trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà lấy được nó, không ngại thử rơi toàn bộ huyền hỏa hồ lô và linh đằng vào bên trong Tu La Cung.
Âm thanh của Huy Hòa Tử vang lên trong thức hải tịch ảnh. Tịch cảnh nghe vậy, lúc này mở ra Tu La Cung, một cỗ hồng quang bao phủ lại toàn bộ Hòa Tuyên, tính thu cả ngọn núi vào trong Tu La Cung. Nhưng vào bấy giờ, Hòa Giao đã nhận ra cử động của tịch ảnh. Nó gào thét một tiếng, thân thể cao lớn như một đầu hỏa long vẫn nộ quay lại, nhanh chóng chạy về. Viên Minh sao để mặc cho nó rời đi, hắn lập tức quay đầu ngăn cản, tay vung lên, ngũ hành đạo quả bắn ra, nhanh chóng đuổi theo Hỏa Giao. Ngũ hành đạo quả trên không trung quay tít một vòng, một màn sáng năm màu to lớn lăng không xuất hiện, tựa như cầu vồng hoa mỹ rực rỡ, một mực bao phủ Hỏa Giao vào trong. Vô số ngũ hành thần lôi từ bên trên màn sáng bắn ra, như mưa tiên dày đặc đánh về phía Hỏa Giao tám cánh. Hỏa Giao dựng tám cánh, phun ra vô tận hỏa diễm, hình thành một linh vực hỏa diễm hàng thật giá thật. Lít nhà lít nhít ngũ hành thần lôi đánh vào trong đó, như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Ngay cả thân thể Hỏa Giao cũng không thể chạm đến được. Cái đuôi trắng kiện của Hỏa Giao cháy lên hỏa diễm trùng thiên, hùng hăng quất về phía màn sáng năm màu. Ầm một tiếng vang thật lớn, màn sáng này ngay cả Vân Mị và mấy trăm ma tộc cũng không thể dung chuyển, vậy mà tại thời khắc này vỡ vụn sụp đổ. Đây chính là lực lượng đại thừa. Viên Minh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng. Hắn cũng không bối rối, mà lật tay lấy ra một viên đan dược màu trắng. Quanh đan này quanh quần tám đạo linh quang, ba đạo hình như đóa hoa nở rộ, năm đạo thì hiện ra khí lưu phiêu đáng, chính là tam hòa ngũ khí đan thần bí. Chương 1032, Đại đạo thần thông. Viên Minh gở đầu nuốt viên đan dược màu trắng, đỉnh đầu hiện lên linh quang, sau đó hiện ra ba đóa đạo hoa. Hai cánh tay của hắn chấn động, trong lồng ngực hiện ra năm đạo khí lưu, chảy ra toàn thân và sông lên đầu. Toàn bộ thân đình giống như được cột rửa qua, trở nên dị thường nhẹ nhàng, kinh mạch quanh thân cũng ngưng tụ theo. Sau một khắc, thiên địa linh khí chung quanh giống như thủy triều tụ đến, Viên Minh cảm thấy khí tức tăng vọt, trong khoảnh khắc đột phá tới đại thừa kỳ. Đây là năm đó, hắn từ đan vương bí điển biết được công hiệu của tam hòa ngũ khí đan. Sau khi điếm tiểu tam tiến dài thành luyện đan sư cấp 7, lão đã hoàn thiện đan này, mới đạt được hiệu quả vừa rồi. Hỏa Giao tam cánh thận trọng mở cánh thịt hùng trắng, đang muốn bay vụt về, đột nhiên dừng lại. Trong mắt Giao to lớn lộ ra một cỗ ngưng trọng, hiển nhiên đã nhận ra khí tức của Viên Minh biến hóa. Hiện tại ta cũng đã có được năng lực đại thừa, để chúng ta lại phân cao thấp. Viên Minh giơ tay, ngũ hành đạo quả biến đổi, thể tích tăng lên gấp mấy lần, như pháo bay trùng thiên, biến mất trong đám mây. Lập tức trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền, giống như thượng thiên gầm thét. Sau một thoáng, tiếng sấm bỗng nhiên đổ tung, năm đạo thần lôi như trụ trời từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực hủy diệt. Hỏa Giao không cam lòng yếu thế, ra sức thôi động linh vực, màng lớn liệt diễm giống như núi lửa phun trào ngăn trước người, ngưng tụ thành hư ảnh của một ngọn hỏa diệm sơn. Năm đạo thần lôi mạnh kích tới, hỏa diệm sơn trong nháy mắt bị xé nứt, thần lôi vô tình đánh vào trên sống lưng của Hỏa Giao. Lưng Hỏa Giao bị xé nứt ra năm vết thương thâm sâu, máu tươi cuồng phun, thân thể nó cơ hồ bị xuyên qua. Trong mắt của nó lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không khuất phục. Chỉ thấy chỗ bị tâm lóe lên xích quang, phun ra máu tươi, nhanh chóng dung nhập vào bên trong linh vực biển lửa. Hỏa diễm bị lòng huyết xâm nhiễm, chẳng mấy chốc biến thành màu huyết hồng, như cả hỏa thú bị chọc giận, bao trùm thân hình khổng lồ của Hỏa Giao. Thân ảnh nó chợt hư không tiêu thất, chỉ để lại một mảnh hỏa diễm huyết hồng đang thiêu đốt. Cách đó mấy trăm dặm, trên một mảnh hỏa diễm, thân hình Hỏa Giao lại xuất hiện. Nó lập tức vỗ cánh bỏ chạy ra xa, đồng thời trong khi phi độn há miệng hút vào, thiên địa linh khí gần đó giống như thủy triều hội tụ đến. Trên thân nó lập tức hiện ra linh quang năm màu, vết thương quanh người nhanh chóng khôi phục. Ngũ hành bất diệt thể đúng là cường hoành. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kim quang đuổi theo Hỏa Giao. Khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn. Xa xa nhìn thấy thân ảnh Hỏa Giao, Viên Minh lại bấm niệm pháp quyết. Bầu trời lại hạ xuống từng đạo ngũ sắc thần lôi. Những lôi đình này hóa thành một lồng giam lôi điện to lớn, trong khoảnh khắc cầm tù Hỏa Giao vào trong. Trong lồng giam, vô số đạo lôi điện không ngừng đánh vào thân thể Hỏa Giao, mỗi một lần đều xé rách mảng lớn huyết nhục của nó. Nhưng thể phách Hỏa Giao cực kỳ cường hãn, mặc dù thân thế nghiêm trọng, vẫn ngoan cường dãy giụa vặn vẹo, liều mạng công kích lồng giam lôi điện. Ánh mắt của Viên Minh liếc nhìn sơn phong bầu đỏ xa xa, thấy Tịch Ảnh đang ở vách đá đỉnh núi. Hoàng Hỏa Linh Tuyền và Trường Đồng kết xuất hồ lô màu đỏ đang được rời vào Tu La Cung. Mà hai con hỏa linh trí có hạn kia
thì bị Vương Phục Long xảo diệu dẫn đi xa. Thấy vậy, trong lòng hắn hơi an tâm. Viên Minh thu hồi ánh mắt, tay vung lên, ngũ hành đạo quả lại phát sinh biến hóa. Phía trên lồng giam lôi điện, ngũ sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, vài đạo kiếm khí bắn tới hỏa giao. Những kiếm khí này mặc dù tinh tế, lại dị thường sắc bén, khác với vẻ cương mãnh của ngũ hành thần lôi. Chúng am hiểu tìm kiếm chỗ rất nhỏ tiến hành công kích. Kiếm khí chớp động, đồng loạt chui vào khe hở lân phiếm hỏa giao, nạy ra khe hở nhỏ xíu, dẫn lôi điện chui vào thể nội. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên không ngừng quanh quẩn trong thể nội của hỏa giao. Kiếm khí và lôi điện xâm nhập khiến nó thống khổ không chịu nổi. Nó dũng mãnh cũng không nhịn được mà phát ra tiếng gào thét thống khổ, thân thể cao lớn kịch liệt uốn éo. Đột nhiên, mi tâm và trên lưng của nó liên tiếp sáng lên năm điểm quang mang, bên trong hiện ra phù văn phức tạp. Chợt có một đạo hào quang màu đỏ thắm từ giữa lưng của nó bộc phát, hóa thành một quang cầu to lớn vô cùng, nổ bể ra chung quanh. Ánh lửa hừng hực chiếu ra hồng quang, bao phủ cả lồng giam lôi điện và kiếm khí năm màu. Hỏa giao đang lăn lộn ở trong hồng vân, bỗng ngẩng đầu thật cao, trong hai con người thiêu đốt hỏa diễm, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng không kịp chờ ánh lửa tán đi, dưới thân nó hiện ra một vòng xoáy hỗn động to lớn vô cùng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng thôn vệ vô hình, cắn nuốt cái đuôi trắng kiện của nó vào bên trong vòng xoáy. Hỏa giao ngửa mặt lên trời gầm thét, tám cánh thịt điên cuồng vỗ, ra sức giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng trong lúc nhất thời khó mà đào thoát trói buộc. Viên Minh phân tâm nhìn thoáng qua tịch ảnh bên kia, chỉ thấy đỉnh núi màu đỏ đã bị san bằng. Hoàng Hỏa Linh Tuyền và Trường Đằng kết xuất, Hỏa Linh Hồ Lô và vách núi đã bị thu hồi hết. Tâm thần của hắn đại định, bấy giờ toàn lực hành động, triệt để trấn sát hỏa giao này. Nhưng vào lúc đó, dị biến phát sinh. Năm đạo phù văn trên thân hỏa giao bỗng hội tụ trên đỉnh đầu, hình thành phù trận hình khuyên, huyết quang chói mắt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu khẽ cắn hư không. Ngoài mấy trăm trượng, Viên Minh chợt thấy hư không chung quanh ngưng trệ, ánh sáng tối sầm bị cuốn vào bên trong không gian huyết hồng kỳ dị. Tề Cảnh thấy rõ ràng hỏa giao một ngụm nuốt mất Viên Minh vào trong bụng. Nàng hơi biến sắc, không chút do dự tế lên Tu La Cung, đập xuống giữa đầu hỏa giao. Hồng thú này vừa nuốt trọn Viên Minh, kỳ diễm phách lối, đối mặt với cung điện nện xuống lại không sợ hãi chút nào, ngóc đầu lên muốn tiếp tục thi triển thần thông thôn thiên. Ngay lúc đó thi triển thần thông, Tu La Cung lại lấy không gian truyền hướng thuật trốn vào hư không loạn lưu, khiến nó không thể chạm đến. Hỏa giao đang kinh ngạc, Tu La Cung đã trùng điệp nện trên đầu của nó, khiến đầu nó hạ xuống, bỗng chốc chui vào biển lửa. Bỗng nhiên hỏa giao vặn vẹo thân thể, cây đuôi trắng kiện quét ngang, lực lượng khổng lồ quất bay Tu La Cung, thân thể của nó được giải thoát. Khi nó lại há miệng muốn nuốt vào cung điện, lại bị một tấm bia đá hóa thành ô quang hùng hăng đập vào hàm dưới. Ầm một tiếng vang thật lớn, cằm nó bị đẩy lên, cùng với hàm trên va chạm với nhau, lực trùng kích to lớn khiến đầu của nó ngửa ra sau, xương quai hàm giống như muốn vỡ vụn. Hy Hòa Tử ở bên trên tấm bia đá thò người ra xem xét, chỉ thấy lần phiếm hỏa giao dựng đứng lên, đang hấp thu hỏa diễm chung quanh chữa thương. Nàng cảm nhận được hung thú uy hiếp, lập tức khống chế Hy Hòa Bia bỏ chạy ra xa. Hỏa giao vỗ cánh một cái, lực đẩy hỏa diễm đột nhiên phát sinh, gần như trong nháy mắt đuổi kịp Hy Hòa Bia. Ngay lúc nó mở cái miệng lớn như chậu máu sắp nuốt Hy Hòa Bia, thì tịch ảnh lại lăng không xuất hiện, môi son khẽ mở, nhẹ giọng nỉ non: "Đại thiên mộng giới." Ánh lửa trong mắt hỏa giao nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là thần sắc mê man. Nhưng chỉ mấy nhịp thở, kiêu hận và hỏa diễm lại tràn ngập trong đôi mắt, nó quay đầu cắn tới tịch ảnh. Tịch ảnh mỉm cười không tránh, chỉ thấy trong miệng hỏa giao mở ra, bóng xanh nhanh chóng phóng đại, hóa thành một nhánh cây rậm rạp. Đồng thời, quanh thân hỏa giao phồng lên, vết thương quanh thân vừa mới khép lại, bỗng đồng loạt mở ra. Từng dây leo thế giới thụ từ đó điên cuồng mọc ra. Hỏa giao điên cuồng đong đưa thân thể, ý đồ giãy giụa phản kháng. Nhưng mặc cho thân thể lân giáp của nó kiên cố cường hoành thế nào, thì đối mặt với thế công đến từ bên trong, căn bản là bất lực. Rất nhanh, trong biển lửa đứng sừng sững một gốc thế giới thụ to lớn, đâm xuyên sau thân của hỏa giao, dẫn tới quanh thân của nó quò quắp một trận, chỉ sau mấy nhịp thở đã mất đi sinh cơ. Thế giới thụ rút ra khí huyết của hỏa giao, nhanh chóng rút về, khôi phục thân người. Bấy giờ khí tức cực lớn trên thân của Viên Minh đã biến mất, trở lại pháp tướng kỳ. Ngày mới vừa rồi, hiệu quả tam hòa ngũ khí đàn đã hết, công may hỏa giao đã vẫn lạc. Hắn hít sâu một hơi, đi đến trước hỏa giao,
nhìn chăm chú năm đạo phù văn trên trán của nó. Đây là đại đạo thần thông của súc sinh này. Tề Cảnh cũng đi tới hỏi. Đại đạo thần thông là thủ đoạn mà tồn tại đại thừa kỳ mới có. Chương 1033, kỳ hoa. Sau một lát, biến hóa trên người Viên Minh mới dừng lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tam hòa ngũ khí đàn này quả thật không uổng phí. Hắn thấp giọng lầm bầm. Sau khi cắn nuốt phần lớn đạo ấn cùng với đại đạo thần thông của Bát Dược Hỏa Giao, thực lực của hắn lại nhảy lên thêm một tầng cao nữa, đã có tự tin đối mặt với đại yêu cấp 7. Sau đó Viên Minh bắt đầu thu thập chiến trường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí móc yêu đan hỏa giao, cất riêng xương và huyết nhục giao, thu hết vào Tu La Cung. Mãi đến lúc này, Vương Phục Long cùng với Đại Nhật Lưu Ly Viêm còn chưa trở về. Viên Minh cảm ứng thoáng qua vị trí của Vương Phục Long, rồi điều khiển Tu La Cung nhanh chóng chạy về phía đó. Chỉ chốc lát sau, Viên Minh đã tìm thấy được Vương Phục Long cùng với Đại Nhật Lưu Ly Viêm còn đang dây dưa với hai hỏa linh. Hắn động niệm, Tu La Cung lập tức hạ xuống, lực lượng không gian vô cùng to lớn, lập tức chế trụ hành động của hỏa linh. Bấy giờ Viên Minh mới thúc giục Hỗn Nguyên Đạo Ấn, vòng xoáy hỗn động hiện ra, phạm vi lớn gấp đôi so với trước, lực cắn nuốt tản ra của nó cũng càng khủng bố, như có thể thôn phệ tất cả. Hai hỏa linh kia hoàn toàn không có lực phản kháng trước lực lượng này, nhanh chóng bị cắn nuốt sạch sẽ không còn gì. Viên Minh lấy ra Diệt Hồn Kiếm, kéo thiếu nữ kiếm linh đi ra ngoài. Thế nào, đã tiêu hóa hết hồn lực cắn nuốt lúc trước chưa? Viên Minh nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ kiếm linh cảm ứng thoáng qua chấn động hồn lực của hạt châu đen được luyện hóa từ hai hỏa linh kia phát ra, chợt ợ một cái, sau đó nói: "Chủ nhân, ta còn ăn được." Viên Minh chợt do dự, chỉ là nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của thiếu nữ mà có chút do dự, sau đó nhét cho nàng một viên. Thiếu nữ nhào tới há cái miệng nhai nuốt, tiếng ăn thật khiến người ta khó mà nhìn nổi. Đến lúc nàng thật vất vả ăn xong, đưa mắt nhìn về hỏa linh thứ hai, thì Viên Minh mới cười hỏi: "Làm sao, còn ăn được nữa à?" "Không, không ăn được nữa." Thiếu nữ vỗ bụng tròn vo, khoát tay nói. Viên Minh nhìn gương mặt còn trẻ con mập mạp của nàng, đột nhiên cảm giác nàng đã trưởng thành lên một chút. "Đi vào luyện hóa hấp thu cho tốt đi." Viên Minh nói xong rồi vung tay, đưa nàng vào trong Diệt Hồn Kiếm. Lúc này Đại Nhật Lưu Ly Viêm đã hoàn toàn khôi phục, hỏa linh thứ hai thuận lý thành trương vào tay Hy Hòa Tử. Nàng nhanh chóng hấp thu, cả người cũng tăng thêm ngưng thật, tản mát ra khí tức chấn độc cũng càng thêm mãnh liệt. Lần này được bổ sung lớn, trên mặt Hy Hòa Tử nổ ra nụ cười hài lòng, kinh hỉ nói. Nói xong, nàng bèn bay trở về trong Hy Hòa Bia. Ngay sau đó, Hy Hòa Bia hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, bay vào trong ngọn núi màu đỏ, dung hợp lại với nhau, bắt đầu hấp thu linh lực ẩn chứa bên trong. Viên Minh thấy thế cũng bay trở về, thu xếp Tu La Cung ở trong hư không bên cạnh núi. Làm xong tất cả, hắn mới quay về cực hòa cảnh trong Tu La Cung, nhìn nửa ngọn núi màu đen sừng sững trong đó. Hắn phi thân gỡ một hồ lô hỏa linh trong đó xuống, lấy Chu Thiên Linh Lung Đỉnh gọi Điếm Tiểu Tam đi ra. "Quả nhiên ngài đã tìm được linh vật hòa bản nguyên, như vậy ta đã có thể thử luyện chế nhập đạo đan rồi." Điếm Tiểu Tam tiếp nhận hồ lô ở bên trên tay Viên Minh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Nhập đạo đan, người nắm chắc mấy phần luyện chế thành công." Mặc dù biết Viên Minh không nên tạo quá nhiều áp lực cho Điếm Tiểu Tam, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. "Hiện nay ta đã là khí linh của Chu Thiên Linh Lung Đỉnh, dù ngập với nó đã không tệ. Hơn nữa ta cũng có cảm ngộ với đạo đan chân ý, tin rằng nắm chắc năm thành luyện chế thành công." Điếm Tiểu Tam do dự một chút rồi đáp: "Năm thành, với loại nhập đạo đan quý hiếm này mà nói thì đã là xác suất thành công cực cao." Viên Minh mừng rỡ, đang định nói chuyện thì chợt không xuất hiện. "Người chỉ cần yên lòng luyện chế, ta sẽ dùng Phụng Thiên Bí Thuật phụ tá người, hẳn là có thể tăng thêm hai thành tỷ lệ thành công, cũng không khó." Không vừa cười vừa nói: "Vậy làm phiền hai vị tiền bối." Viên Minh ôm quyền trịnh trọng nói. Sau đó hắn thấy hai người bận rộn nghiên cứu chi tiết luyện đan, không ai ngó ngàng tới mình, bèn tự động rời đi. Vừa đi tới bên ngoài Tu La Cung, Viên Minh nhìn ngọn núi linh tài hỏa thuộc tính màu đỏ này, động tâm niệm thúc giục Tu La Cung đi vào đỉnh núi, bắt đầu luyện hóa ngọn núi này, chuyển vào bên trong cực hòa cảnh. Thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng cái đã hơn nửa tháng. Ngọn núi màu đỏ cao ngút tầng mây lúc này đã bị cắt ngang, nửa phần trên đã bị chuyển vào trong Tu La Cung. Một nửa thân núi còn lại vẫn sừng sững ở chỗ cũ, mặt ngoài lập lòe ánh sáng hào quang màu đỏ, như thể ngọn lửa đang thiêu đốt.
Viên Minh đứng ở một bên, nhìn từ xa, chỉ thấy linh lực trong ngọn núi này đang dần dần hội tụ lại vào sâu bên trong lòng núi. Nửa ngọn núi còn sót lại kia nhanh chóng thu nhỏ lại, bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Cảnh tượng này như thể có một con cự thú thôn thiên vô hình đang từng miếng cắn nuốt sạch nửa thân núi còn sót lại. Mỗi một lần cự thú cắn nuốt lại khiến cho ngọn núi càng thu nhỏ, cho đến cuối cùng thân núi chỉ còn chừng có một gian phòng. Vào bấy giờ tất cả hào quang quanh đó đột nhiên biến mất không thấy. Từ bên trong bắn ra một luồng sáng đỏ, hóa thành một tấm bia đá màu đỏ. Linh văn trên tấm bia đá sáng lấp lánh, tản mát ra chấn động linh lực mãnh liệt, như thể một ngôi sao sáng chói. Sau đó là một bóng dáng nữ tử hiện ra trên tấm bia đá, nàng ngồi trên tấm bia đá, bay tới trước người Viên Minh. Chúc mừng, cuối cùng người đã khôi phục được cấp bậc đại bảo. Viên Minh thấy vậy mà lộ ra vẻ vui mừng, thật lòng chúc mừng. Cùng vui, đợi ta củng cố cảnh giới một lúc, sẽ lại tiếp tục ngưng luyện Tu La Cung. Hiện tại thực lực cấp đại bảo được khôi phục, lực lượng của ta tăng nhiều. Ta tế luyện Tu La Cung sẽ làm chơi mà ăn thật. Hy Hòa Tử mỉm cười đáp. Nói xong, cả người nàng dung nhập vào bên trong tấm bia đá, bay trở về trong Tu La Cung. Viên Minh thì bước chân vào không gian Thao Thiên Đỉnh, đi tới trong đại điện màu vàng. Hắn hỏi thăm pho tượng màu xám vị trí của âm hồn hoa. Qua một phen thương lượng, bỏ ra 50 hạt nguyện lực đan, rốt cuộc có được đáp án như nguyện. Hắn lập tức khống chế Tu La Cung, vội vã phóng về hướng âm hồn hoa. Đợi hắn rời đi một lúc, biển lửa trên mặt đất đột nhiên cuộn cả lên. Trong ngọn lửa ngưng tụ ra một con chim lửa thần dị. Con chim này có thân hình trên trăm dặm, lông đuôi dài một nửa chiều dài thân mình, lông vũ lửa đỏ mơ hồ hiện ra ánh sáng ngũ sắc, bên trên trải rộng đường vân huyền diệu. Đây rõ ràng là một con du thiên hỏa vượng, khí tức dị thường khủng bố, không kém gì con bát dược hỏa rào đã chết kia. Ngay lúc du thiên hỏa vượng hiện ra thì phía trên vòm trời bỗng có một cơn gió lốc màu xanh vòng tới. Trong gió lốc kia có một con chim lớn, toàn thân bao phủ bởi gió lốc xanh, thân hình còn lớn hơn cả du thiên hỏa vượng không ít. Bộ dáng cũng tương tự như nhau, nhưng lồng vũ trên người nó có màu xanh biếc như khổng tước, mặt ngoài cũng bao trùm lấy ánh sáng ngũ sắc, nhìn qua thần tuấn dị thường. Đây cũng là một con yêu thú cấp 7, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thành Loan, lần này may mà nghe lời ngươi, chúng ta không tùy tiện ra tay là chính xác. Không chỉ người nọ có thực lực sâu không lường được, mà tấm bia đá màu đỏ kia có thực lực không thể khinh thường. Bạt dược hỏa rào kia chết không oan. Du thiên hỏa phượng nhìn về phía con chim xanh, nói tiếng người. Tuy rằng chúng ta cùng với bát dược hỏa rào không hợp nhau, nhưng những kẻ từ bên ngoài đến cướp đoạt của chúng ta càng thêm đáng hận. Mỗi lần đặt chân đến nơi đây đều nhấc lên gió tanh mưa máu, tùy ý giết chóc khắp nơi. Lần này chúng ta không thể đơn độc tự chiến đấu được nữa. Thành Loan cũng cất tiếng người đáp lời. Người nói rất đúng, ta và ngươi tách ra đi liên lạc với mấy gia hỏa còn lại, phải đổi ngược lại là chúng ta tới săn giết đám người cướp của không biết trời cao đất rộng này mới được. Trong đôi mắt của Du Thiên Hỏa Phượng hiện lên một tia sát ý. Sau khi rời khỏi Thiên Sát Hỏa Vực, một nhóm Viên Minh mới bay đi được mấy ngày, xa xa đã trông thấy một ngọn núi tràn ngập ánh sáng màu tím. Bên trong dãy núi là những cột đá cao dựng đứng như răng thú bén nhọn, lại sáng lồng lánh như thủy tinh, dưới ánh sáng tím chiếu rọi lại càng nổi bật lên vẻ đẹp mê huyễn. Ngẫu nhiên có những lưu ảnh màu xám chợt lóe lên giữa những cột đá, như sương như khói, khó nắm bắt được, như thể tinh linh ẩn giấu trong dãy núi thần bí. Giữa những tảng đá này là những gốc đại thụ màu tím cao ngút tầng mây, thân cây trong suốt, dần tối mờ xuống dưới phần gốc. Từ xa nhìn lại, chúng tựa như những ảo ảnh u hồn, khiến người ta như cảm giác huyễn ảo khó hiểu. Trên không dãy núi, khí tức hùng hồn nồng đậm vô cùng. Như thể mỗi một tấc không khí nơi đây đều tràn ngập một loại lực lượng thần bí nào đó. Thậm chí loại lực lượng này còn ảnh hưởng tới chính Viên Minh đang phi hành, nhấc lên từng đợt gợn sóng trong thức hải của hắn. Trong núi đá nơi đây tựa như có chứa hồn lực phong phú, đối với hồn tu mà nói thì hẳn là thánh địa tu hành. Căn cứ theo tin tức của pho tượng đưa thì có lẽ âm hồn hoa ở bên trong sơn mạch này. Viên Minh quay đầu nói với Tịch Ảnh. Tịch Ảnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dãy núi đầy kinh hỉ, như phát hiện cứ thứ gì đó ngoài dự đoán. Người biết nơi này? Viên Minh nhìn ra tâm tư của Tịch Ảnh nên hỏi. Tịch Ảnh nhìn Viên Minh không trả lời thẳng, mà chỉ duỗi ngón tay nhẹ nhàng chỉ về môi mình, ý bảo không thể nói được. Viên Minh chợt tỉnh táo,
Đây là tịch ảnh bị cấm chế trong cơ thể, hạn chế không thể để lộ ra chân tướng cho hắn. Cũng có nghĩa là dãy núi này có liên quan trọng đại nào đó với Minh Nguyệt Cung. Có lẽ cũng là mục đích thật sự của bọn họ đi chuyến này. Đã như vậy chúng ta cứ đi tìm kiếm âm hồn hoa vậy. Lúc này tịch cảnh mới nói. Viên mình gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng hắn không rõ Minh Nguyệt Cung mưu đồ gì, nhưng nếu tịch cảnh biết rõ nội tình thì cứ đi theo ý kiến của nàng là được. Đoàn người tiếp tục đi vào trong dãy núi, đi thẳng theo phương hướng mà pho tượng cung cấp. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới một bờ vực hiểm trở. Phía trước dãy núi là một vực sâu đen kịt không thấy đáy. Hào quang màu tím bên trong đó phiêu đãng xoay chuyển như mây mù, như thể lối vào của một huyễn cảnh nào đó đầy thần bí cùng với biến hóa kỳ dị. Mà dưới vách núi cách đó chừng 10 trượng có một đóa hoa màu xám nhạt đang nở rộ. Mỗi cánh hoa đều có hình đạo nhân từ những điểm li ti màu tím tạo thành. Trong nhị hoa thì phun nhả ra linh quang màu tím như những sợi tơ quấn quanh cành lá, nhìn đẹp như mộng như ảo. Chương 1034, Tử Vân Thiên Cung. Đây chính là âm hồn hoa sao? Thân hình của Viên Minh khẽ động, bay vào trong vực sâu, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống đóa hoa nhỏ kia, sau đó đưa cho tịch ảnh. Tịch ảnh nhận lấy hoa nhỏ, cẩn thận đánh giá một phen, sau đó gật đầu. Không sai, đây chính là âm hồn hoa mà chúng ta muốn. Số năm tuổi ấy cũng đủ. Tiếp đây ta muốn bế quan luyện chế cửu âm chân hồn đan, ngươi tạm chờ ta mấy ngày. Cần ta giúp đỡ gì không? Viên Minh hỏi nàng. Không cần, luyện chế cửu âm chân hồn đan cần dùng đến thủ pháp đặc thù, không thể trợ giúp từ bên ngoài. Tịch cảnh lắc đầu. Trong lòng Viên Minh hiểu rõ, cái này hẳn cũng là hạn chế do Minh Nguyệt Cung bày ra, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức mở Tu La Cung để tịch cảnh tự đi vào bế quan. Còn bản thân hắn thì suy nghĩ một chút, sau đó mượn nhờ lực lượng của Tháo Tiên Đỉnh liên lạc với Vân La Tiên Tử đang ở bên trong Bạch Đế Thành. Vân La, thần thông nhất khí hóa tam thành tu luyện thế nào rồi? Hắn trực tiếp hỏi luôn. Vân La Tiên Tử hiện tại đang tập trung tu luyện, nghe được trong giọng nói của Viên Minh, bèn vội vàng thu công hồi đáp. Bẩm báo chủ thượng, tiến triển cũng coi như thuận lợi, ta đã có thể luyện ra phân thân Ngọc Thanh. Nhất khí hóa tam thành tổng cộng có 3 tầng cảnh giới, phân biệt là Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng với Thái Thanh. Tu luyện tới mỗi tầng cảnh giới có thể phân ra một đạo phân thân. Ồ, còn tiến bộ của những người khác thì sao? Viên Minh nghe vậy thì vui mừng lắm, tiếp tục hỏi thăm. Chờ khi hắn rời khỏi Bạch Đế Thành thì đã đưa Vân La Tiên Tử bổ nhiệm lên làm tổng quản của Bạch Đế Thành, phụ trách quản hạt mọi việc. Mà sau khi truyền thụ thần thông nhất khí hóa tam thành, hắn cũng bảo tất cả mọi người phải báo cáo tiến độ tu luyện định kỳ cho Vân La Tiên Tử, để hắn còn nắm giữ tình huống. Hồi bẩm chủ thượng, tiến triển của mấy vị đạo hữu khác cũng không quá lý tưởng, trước mắt thì cũng chỉ có ta lĩnh ngộ khắc sâu nhất đối với thần thông này. Vân La Tiên Tử hồi đáp, trong lời nói cũng có một chút thành công. Viên Minh không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì thời gian từ lúc hắn truyền thụ công pháp tới giờ cũng không dài. Có thể có người tu luyện ra phân thân Ngọc Thanh cũng đã là đáng quý. Xem ra người cũng có chút phù hợp với công pháp này, sắp tới thành tựu cũng không thể đoán trước được. Thời gian tiếp theo, người trước cứ thư thả những chuyện khác một chút, chuyên tâm tu luyện công pháp này đi, nó có tác dụng lớn với ta. Viên Minh căn dặn một tiếng. Vâng. Vân La Tiên Tử gật đầu đồng ý, rồi lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Viên Minh kết thúc liên lạc với Vân La Tiên Tử, rồi lập tức lấy một cây hắc hương ra, thận trọng cắm vào trong Tháo Tiên Đỉnh. Sau một khắc, ý thức của hắn dung nhập vào bên trong thân thể của Vân La Tiên Tử như nước chảy mây trôi. Thời gian chậm rãi đi qua trong yên tĩnh, cho đến khi ý thức của Viên Minh rời khỏi thân thể của Vân La Tiên Tử, hai mắt của hắn mở ra, rồi lập tức nội thị đan điền của mình. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong đan điền kia có một đạo ân ký màu xanh đang lơ lửng lặng lẽ, tản mát ra khí tức huyền diệu. Mặc dù hơi có vẻ mong manh, màu sắc cũng khá ảm đạm, nhưng vẫn có hào quang đặc biệt tản ra. Cái này chính là Ngọc Thanh Ấn. Nó là kết quả của việc Viên Minh mượn nhờ cơ thể của Vân La Tiên Tử đưa thần thông nhất khí hóa tam thành tu luyện tới cảnh giới, rồi ngưng tụ ra. Trong lòng Viên Minh vô cùng vui vẻ, thu hồi nội thị, hai tay một lần nữa bấm niệm pháp quyết thúc giục Tháo Thiên Đỉnh, thành lập liên hệ cùng với khẩu nữ mà mình cũng đã lưu lại ở bên trong Bạch Đế Thành. Hắn cũng không đối thoại với khẩu nữ, mà yên lặng vận chuyển nhất khí hóa tam thành pháp, đưa Ngọc Thành Ấn cách không bắn tới bên trên thân của khẩu nữ. Sau đó hắn lại đưa tay, đồng thời chỉ một cái, nhẹ nhàng nhấn chỗ mi tâm của mình,
đồng thời trong miệng niệm pháp quyết bằng một giọng nói trầm thấp. Sau một khắc, một tia ánh sáng màu xanh từ sau đầu của hắn bắn ra, rơi xuống bên cạnh Viên Minh, dần ngưng tụ thành bộ dáng của khâu nữ. Cảm nhận được trên cơ thể của khâu nữ này phát tán ra khí tức pháp tướng, khiến khóe miệng của Viên Minh không khỏi dâng đến một nụ cười. Mang theo khâu nữ phân thân, Viên Minh đi tới nơi ở của thế giới thụ. Tâm niệm vừa động, phân thân khâu nữ liền chủ động tiến lên, đưa tay nhắm ngay gốc tiên thiên khổ trúc đang sinh trưởng ở ngay dưới gốc đại thụ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của phân thân khâu nữ có một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, như là một cỗ sao chổi bay trong hư không, chuẩn xác rơi vào phía trên khổ trúc. Dưới ánh nhìn chăm chú của Viên Minh, tiên thiên khổ trúc nhanh chóng sinh trưởng bằng tốc độ kinh người, năm tuổi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, Viên Minh cũng cảm nhận được rõ ràng tuổi thọ của mình đang trôi qua bằng tốc độ kinh người. Đây là bởi vì phân thân của hắn đã thi triển thần thông, cái giá phải trả là tiêu hao thọ nguyên, tất cả đều muốn chính bản thân hắn đảm trách. Đối với cái này, Viên Minh đã sớm có đoán được. Hắn đã có tù vì pháp tướng đỉnh phong, lại thêm thế giới thụ là bản mệnh linh thực, nên tuổi thọ của hắn kéo dài vô cùng, khoảng chừng 3-4 vạn năm, nên có thể chịu đựng được tiêu hao này. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lấy tù vì pháp tướng thi triển thanh bọc huyền quang. Theo tỷ lệ trao đổi thọ nguyên, vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Dưới sự điều khiển tinh chuẩn của Viên Minh, phần thần khẩu nữ cuối cùng tiêu hao hết 1 vạn năm thọ nguyên của hắn, thành công tăng số tuổi của khổ trúc lên tới một con số kinh người là 18 vạn năm. Sau đó Viên Minh bấm niệm pháp quyết, giải tán phần thân khẩu nữ, lấy diệt hồn kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên một cái, chém xuống nửa khúc trên của tiên thiên khổ trúc. Không lâu sau, Viên Minh tìm thấy Hy Hòa Tử, đưa khổ trúc giao vào trong tay nàng. Hy Hòa Tử, khổ trúc 18 vạn năm người muốn, ta đã tìm tới. Ánh mắt của Hy Hòa Tử sáng lên. Nàng hưng phấn nhận lấy khổ trúc nói. Ai cha, coi như không tệ, không nghĩ người lại thật sự có thể cầm tới tiên thiên khổ trúc 10 vạn năm. Chuyện còn lại cứ giao cho ta, lần này thanh tịnh châm luyện ra tuyệt đối sẽ khiến ngươi giật nảy cả mình. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, Viên Minh cười đáp. Điều kiện dưới mắt tất cả đã tập hợp đủ, chỉ cần nhập đạo đan cùng với thanh tịnh châm luyện chế thành, hắn sẽ có thể thử đột phá một bước kia. Trong lòng Viên Minh mang vẻ mong đợi cùng với thấp thỏm, lại lần nữa vùi đầu vào bên trong việc tu luyện. 5 ngày sau, Viên Minh đang bế quan, đột nhiên thần sắc khẽ động, thân ảnh biến mất tại một chỗ. Một khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở bên ngoài phòng bế quan. Cửa phòng chậm rãi mở ra, Tịch Cảnh cũng chậm rãi bước ra ngoài. Trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, khí tức quanh người rung động, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới mệnh vũ hậu kỳ. Không chờ Viên Minh mở miệng hỏi thăm, Tịch Cảnh thu liễm hưng phấn của mình, nghiêm mặt nói. Tù vị của ta đã chọn, miễn cưỡng có thể đột phá thời hạn pháp chú. Lời kế tiếp, ngươi cần phải cẩn thận nhớ kỹ. Viên Minh thấy nàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, cũng thủ liễm lại tâm thần, nghiêm nghị nói. Người nói đi, ta nghe. Tịch Cảnh hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, sờ nhẹ lên mi tâm. Trong mắt của nàng lóe lên một tia ánh sáng màu xám, âm thanh hơi trúc chắc, không lưu loát. Hướng về phía đông nam, đi sâu vào sơn mạch, tìm kiếm Tử Vân Thiên Cung. Vừa dứt lời, chỗ mi tâm của nàng hiện ra một đạo phù văn màu xám, phù văn có chút rung động, rồi phát ra tiếng vù vù đinh tài nhức óc. Ngay sau đó, Tịch Ảnh khẽ chớp mắt một cái, rồi cả người mềm oặt ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Tịch Ảnh, ngươi thế nào? Viên Minh cố quyết tiến lên, đỡ lấy thân thể Tịch Ảnh, đồng thời thất thanh gọi. Nhưng mà vô luận hắn gọi thế nào, Tịch Ảnh không có chút phản ứng gì. Chỉ có một cái phù văn màu xám ở chỗ mi tâm kia, vẫn đang lơ lửng như cũ, giống như một đạo phong ấn vô hình, một mực khóa chặt ý thức của nàng. Sắc mặt của Viên Minh trầm xuống, dùng hồn lực của mình nếm thử phá vỡ phù văn trên mi tâm của Tịch Ảnh. Nhưng vô luận hắn thôi động thế nào thì phù văn kia vẫn không nhúc nhích một chút xíu. Tịch Ảnh thì vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia oán hận với Minh Nguyệt Cung, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để truy cứu việc này nữa. Thế là hắn đưa Tịch Ảnh an trí ở bên trong Tu La Cung, sau đó dẫn Vương Phục Long bay đi về phía phương hướng đông nam của sơn mạch. Không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên Viên Minh phát hiện được tử quang trong dãy núi càng lúc càng thêm nồng đậm. Hắn lấy thần thức nhô ra, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa có một quần thể cung điện tàn phá đang đứng ở giữa dãy núi. Những cung điện này đều thuần một màu tím, lại không phải được xây nên từ núi đá. Nhìn từ gạch ngói được xây dựng,
đều có màu sắc tím sẫm, hoàn toàn khác biệt với màu sáng sủa trong dãy núi đá này. Phóng tầm mắt nhìn tới, các nơi trong dãy núi có rất nhiều cung điện được trải dài từ trên đỉnh núi xuống dưới, ngay cả dưới đáy cốc cũng có rất nhiều tòa được xây dựng trùng trùng điệp điệp, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Có thể tưởng tượng được, khi xưa những cung điện này còn hoàn hảo chưa bị tổn hại thì cảnh tượng sẽ hùng vĩ cỡ nào. Nhưng mà bây giờ, phần lớn các cung điện đều tàn phá rách rưới không chịu nổi, gần như không có một chỗ nào hoàn hảo, đồ dùng bên trong cũng lộn xộn, hỗn độn một mảnh. Viên Minh tìm tòi ở trong vùng quần thể cung điện tàn phá, nhưng lại chưa phát hiện ra vật gì có giá trị, đành phải tiếp tục tiến lên phương hướng phía đông nam. Trong lòng của hắn suy đoán, nơi đây có lẽ là một chỗ di chỉ của tông môn cũ nào đó của Vấn Thiên Giới. Cân nhắc đến chỗ khác thường của quy mô quần thể cung điện cùng với sơn mạch, Viên Minh cho rằng cái tông môn năm đó nhất định rất mạnh, ít nhất cũng phải có một vị lão tổ quỷ vu tọa trấn. Mà tình cảnh nói với Tử Vân Thiên Cung, có lẽ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng với lão tổ quỷ vu này. Lại bay ước chừng nửa canh giờ nữa, Viên Minh đột nhiên trông thấy một tòa cung điện có mây tím vờn quanh, đứng sừng sững ở trên một đỉnh núi phía xa. Chờ đến khi hắn bay tới gần, phát hiện ra bên trên tường ngoài của cung điện vẽ một số bích họa, nhưng vô luận hắn ngưng thần xem xét cỡ nào thì đều không rõ nội dung ở bên trên bức bích họa này. Chăm chú nhìn một lúc lâu, hắn thậm chí còn cảm thấy có một cỗ mê muội khó hiểu ập đến. Hắn vội vàng thu liễm tầm mắt, nhìn về phía cửa lớn cung điện, chỉ thấy phía trên cửa lớn có một tấm biển, bên trên có khắc bốn chữ lớn: Tử Vân Thiên Cung. Viên Minh dẫn theo Vương Phục Long đáp xuống dưới trước cổng chính, thử đưa tay đẩy ra một cái thăm dò. Một lát sau, trên cửa đột nhiên bộc phát ra một đạo linh quang màu tím, bao bọc hắn và Vương Phục Long vào bên trong đó. Hai người cảm thấy hòa mắt, một lát sau thanh tỉnh thì lại đã thấy thân mình ở một chỗ không gian có mây mù tím tràn ngập. Vừa tiến vào nơi đây, Viên Minh đã cảm giác được tất cả liên hệ cùng với ngoại giới đều bị ngăn cách, giống như mình đã đưa thân vào bên trong một cái thế giới khác. Loại cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cảm giác khi xuyên qua hàng rào giới vực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh đều mờ mịt sương khói màu tím, không chỗ nào dừng chân. Chỉ có một chỗ ở phía xa phía trước, có một cái cửa gỗ được treo lơ lửng giữa trời, cũng chẳng biết nó sẽ thông đến hướng nào. Đang lúc Viên Minh cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, thì thần sắc lại khẽ động lần nữa, đưa tay gọi ra Tu La Cung. Một lát sau, Tây Cảnh lại từ trong đó chậm rãi bước ra. Lúc này thấy nàng, chỗ mi tâm đã không còn mấy tăm hơi của cái phù văn màu xanh xám kia nữa. Hai mắt cũng khôi phục thanh minh, thần sắc cùng với cử chỉ đều không có gì khác với thường ngày. Người tỉnh rồi sao? Viên Minh vui mừng hỏi. Ừ, nhờ có người tìm được Tử Vân Thiên Cung đó, xem ra phán đoán của ta không sai. Tề Cảnh cười gật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười thoải mái. Nơi đây quả thật có thể ngăn cách được cấm chế do Minh Nguyệt Cung thiết lập sao? Dường như Viên Minh nhận ra điều gì đó mà thấp giọng hỏi. Đúng là thế, Tử Vân Thiên Cung chính là bản mệnh linh bảo của một vị quỷ vu, trong đó tự hành một thế giới, có hiệu quả ngăn cách hồn vực. Ngôn linh chú mà Minh Nguyệt Cung sở hạ cũng không phải là trực tiếp tác dụng đến người ta, mà là thông qua thủ đoạn nào đó để tiến hành thiết lập giới hạn viễn trình. Chỉ cần ta lưu lại nơi này, chú thuật kia sẽ không cách nào chạm đến ta được. Tề Cảnh gật đầu nói. Viên Minh nhíu mày, hắn trầm tư một lát. Nhưng nếu như một khi ngươi rời khỏi nơi đây, chẳng phải sẽ lại lâm vào hôn mê nữa. Hết chương 1034. Đa tạ chư vị đã đồng hành và ủng hộ. Xin hẹn gặp lại.